Xin cho bất tỉnh oai
A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 29 tháng 10 năm 2020. Trong vòng 49 ngày, chúng con phát nguyện kỳ tụng bản kinh Địa Tạng quyển Trung để cầu nguyện ngày mai là ngày Thất Tuần 35, cầu nguyện chư hương hồn mà. Kính Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện dịch nghĩa quyển Trung. Hán dịch tam tạng pháp sư Phạm Đăng viện dịch Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Kính Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện danh hiệu của Địa Ngục phẩm thứ năm Phổ Hiền Hán Hội. Lúc đó Ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa cùng Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa nhân gia, xin Ngài vì trời rồng bán bộ và tất cả chúng sinh ở hiện tại cũng vị lai mà nói danh hiệu của những địa ngục là chỗ thọ báo của hàng chúng sinh bị tội khổ. Trong gọi ta ba cùng diêm phu đề và nói những sự về quả bao không lành làm cho chúng trên trong thời màn pháp sau này biết rõ những quả bao đó. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Thưa nhân gia, nay tôi nương oai thần của Đức Phật cùng oai lực của Ngài mà nói danh hiệu của các địa ngục cùng những sự về tội báo và ác báo, danh hiệu của địa ngục. Thưa nhân gia, phương đông của Diêm Phu Đề có dãy núi tên là Thiệt Vi. Dãy núi đó tối thẳm không có ánh sáng của mặt trời. Mặt trăng trong đó có địa ngục tên là Cực Vô Gián, lại có địa ngục tên là Đại A Tỳ, lại có địa ngục tên là Tứ Giác, lại có địa ngục tên là Phi Đao, lại có địa ngục tên là Hỏa Tiện, lại có địa ngục tên là Giáp Sơn, lại có địa ngục tên là Thông Thương, lại có địa ngục tên là Thiệt Xá, lại có địa ngục tên là Thiệt Sàng, lại có địa ngục tên là Thiệt Ngô, lại có địa ngục tên là Thiệt Y, lại có địa ngục tên là Thiên Nhân, lại có địa ngục tên là Thiệt Lư, lại có địa ngục tên là Dương Đồng, lại có địa ngục tên là Bảo Trụ, lại có địa ngục tên là
lại có địa ngục. Tên là tòa thụ lại có địa ngục. Tên là thiếu cướp lại có địa ngục. Tên là đàm nhạc lại có địa ngục. Tên là thiết thoan lại có địa ngục. Tên là tránh luận lại có địa ngục. Tên là thiết thủ lại có địa ngục. Tên là đá sanh là ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thưa nhân già, trong dãy núi Thiệt Vi có những địa ngục như thế, số nhiều vô hạn, lại có địa ngục Kiêu Quang, địa ngục Bạt Thiệt, địa ngục Phật Miếu, địa ngục Đồng Tọa, địa ngục Hỏa Tường, địa ngục Hỏa Cậu, địa ngục Hỏa Mã, địa ngục Hỏa Ngưu, địa ngục Hỏa Sơn, địa ngục Hỏa Thạch, địa ngục Hỏa Sàng, địa ngục Hỏa Lương, địa ngục Hỏa Ứng, địa ngục Cứ Nha, địa ngục Bát Đì, địa ngục Âm Huyết, địa ngục Thiêu Thủ, địa ngục Thiêu Cước, địa ngục Đạo Thích, địa ngục Hỏa Ốc, địa ngục Thiên Ốc, địa ngục Hỏa Lan. Những địa ngục như thế, trong đó mỗi ngục lớn lại có những ngục nhỏ. Hoàng Môn, Hoàng Hải, hoặc ba hoặc bốn, nhận đến trăm nghìn trong số đó, danh hiệu đều chẳng đồng nhau. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với ngài Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Thưa nhân già, đó đều là do chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề làm điều ác, mà tùy nghiệp chiếu cảm ra những địa ngục như thế. Nghiệp lực rất lớn, có thể sánh với núi Tu Di, có thể sâu dương biển cả, có thể ngăn đào thanh. Vì thế chúng sinh chờ khinh điều quấy nhỏ, mà cho là không tội. Sau khi trên điều có quả báo, đầu đến mày muốn đều phải chịu lấy, chỉ thân như cha với con. Mọi người cũng theo nghiệp của mình mà đi khác đường, dẫu có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau. Nay tôi nương oai lực của Đức Phật mà nói sơ lược, những sự tội báo nơi địa ngục, trong mong nhân già tạm nghe lời nó. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đáp rằng: Dầu từ lâu tôi đã rõ tội báo nơi ba đường ác đạo, nhưng tôi muốn nhân giả nói ra để làm cho tất cả chúng sinh có tâm hành ác trong đời mạt pháp phao này nghe được lời dạy của nhân giả mà biết quy hướng về giáo pháp của Phật, tội báo trong địa ngục. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thưa nhân gia, những sự tội
địa ngục kéo lưỡi người tội ra mà cho rau cây trên đó hoặc có địa ngục mỏi tim người tội để cho quỷ già xoa ăn hoặc có địa ngục vang dầu soi sung sục đầu thân người tội hoặc có địa ngục đốt cục đông cháy đỏ rồi bắt người tội ôm lấy hoàng có địa ngục tưng bừng lửa lớn bay tấp vào người tội hoàng có địa ngục toàn ca phân là băng gia hoàng có địa ngục đầy vô hạn đô phật tiểu hoặc có địa ngục lao gái trong sắc hoàng có địa ngục đâm nhiều dao lửa hoàng có địa ngục chỉ đập vai lưng hoàng có địa ngục chỉ đục chân tay hoàng có địa ngục chó răng sang quần căng hoàng có địa ngục xua đuổi chó răng hoàng có địa ngục đóng ách lửa răng nhân giả những quả báo như thế trong mỗi mỗi ngục có trăm nghìn thứ khí cụ để hằng hình điều là băng đồng băng sắt băng đá băng lửa bốn loại khí cụ này là do các hành nghiệp quê an của chúng sinh mà cảm vời ra nếu tôi thuật rõ cả những sự về tội báo ở địa ngục thời trong mỗi ngục lại còn có trăm nghìn thứ khổ sở huống chi là nhiều ngục nay tôi nương sức oai thần của đấng Phật và vì nhân già hỏi mà nói sơ lược như thế nếu nói rõ cả thời cũng kiếp nói cũng không hết kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Như Lai Tạng Thán Phật thứ sáu Phật Phóng Quang Văn Bảo lúc đó khắp thân của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn soi khắp đỉnh trăm nghìn muôn ức hằng hà xa cõi nước của chư Phật trong ánh sáng đó vang ra tiếng lớn bào khắp các cõi nước của chư Phật rằng tất cả hàng đại Bồ Tát và trời rồng quỷ thần vân vân lòng nghe hôm nay ta khen người rao bày những sự của ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong mười phương thế giới hiện ra sức từ bi oai thân không thể nghĩ bàn để cứu giúp tăng cả tội khổ chúng sinh ơi sẽ qua khỏi tội khổ trong ba sau khi ta nhận độ thời hạn Bồ Tát đại sĩ các ông cùng với trời rồng quỷ thần vân vân nên dùng nhiều phương chớp để giữ gìn kinh này làm cho tất cả mọi loài chúng sinh đều khỏi tất cả sự khổ mà chứng cách quê niết bàn phổ quang thưa tịnh nói lời ấy xong trong pháp hội có một vị Bồ Tát
thân la phổ quang cung kính châm tay mà bạch cung đức Phật rằng: Này con nghe Đức Thế Tôn người khen ngài Địa Tạng Bồ Tát có đức oai thân rộng lớn không thể nghĩ bàn như thế. Trong mong Đức Như Lai lại vì những chúng sinh trong thời mạt pháp sau này mà tuyên nói các sự nhân quả của ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm lợi ích cho hàng trời người, làm cho hàng trời rồng báp bộ và chúng sinh trong đời sau kính quân lời của Đức Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn bao ngài phổ quang Bồ Tát cùng trong tử chúng rằng: lòng nghe ta sẽ vì càng ông nói lượt về những sự phước đức của ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm lợi ích cho người cùng trời ngài phổ quang bạch Phật rằng: Vâng bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin ham muốn nghe Phật dạy sự lợi ích Đức Phật bảo ngài phổ quang Bồ Tát. Trong đời sao như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào nghe được danh hiệu của Địa Tạng Đại Bồ Tát, hoặc là chắp tay, hoặc là người khen, hoặc là đảnh lễ, hoặc là luyến mộ người đó, sẽ qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp này phổ quang như có kẻ thiện nam hay người thiện nữ nào, hoặc là hòa vệ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi chừng một lần chiếm ngưỡng, một lần đảnh lễ, người đó sẽ được sanh lên cõi trời đau lời 100 lần, không còn phải bị xa đọa vào ác đạo nữa, vì dâu ngày kia phước trời đã hết mà sanh xuống nhân gian, cũng vẫn làm vì quốc vương không hề mất sự lời lớn khỏi nữ thân. Như có người nữ nào nhàm chán thân gái, hết lòng cúng dường tượng vẽ của Địa Tạng Bồ Tát và những tượng cắt bằng đất đã kéo sơn đồng rắc, vân vân, ngày ngày thường đem hoa hương đồ ăn đồ uống y phục gấm lụa trang phán tiếng bàn vật bảo vân vân, cũng dường như thế mãi không thôi. Người thiên nữ đó sau khi mạng một thân gái hiện tại thời đến ấy, thời đến 100.000 muôn kiếp còn không sinh vào cõi nước, có người nữ huống nữa là thọ thân gái, trừ khi vì lòng tư phát nguyện cần vai thọ thân gái để độ chúng sinh nương nơi phương cùng dương Địa Tạng Bồ Tát và sức công đức đó trong 100.000 muôn kiếp chẳng còn thọ thân người nữ, lại nửa thân xinh đẹp, lại nửa nay phổ quang Bồ Tát
Phật, nếu có người nữ nào nhàm chán thân xấu xí và nhiều bệnh tật, đến nơi trước tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, chế tâm chém ngưỡng đặt lễ chừng trong khoảng một bữa ăn. Người nữ đó trong nghìn vàng kiếp thọ sinh được thân hình tướng màu xinh đẹp, không có bệnh tật. Người nữ xấu xí đó nếu không nhàm thân gái thời trăm nghìn muôn ức đời, thường làm con gái nhà vua cho đến làm phương phi dòng dõi nhà. Quan lớn cùng con gái càng vị đại, trường giả tướng màu đoan trang xinh đẹp, do vì có lòng chí thành chiếm ngưỡng đặt lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Đăng Phước như thế quỷ thân hộ về. Lại nữa này phổ quảng, như có người thiện nam người thiện nữ nào có thể đối trương tượng của Địa Tạng Bồ Tát Ma rồi các thứ kỹ nhạc ngâm ca khen người dùng hưởng hoa cúng dường cho đến khuyên hoa được một người hay nhiều người. Những hạng người đó ở trong đời hiện tại cũng thua vì lại sao thương được trăm nghìn vị quỷ thần ngày đêm theo hộ về, còn không cho những việc không dự đến tai người đó, huống là để cho người đó phải chịu các tai và bất ngờ khinh chê mắc tội. Lại nữa nay phổ quang Bồ Tát, trong đời sao như có người ác và ác thằng ác quỷ nào thấy kẻ thiện nam người thiện nữ quý y cung kính cúng dường, người khen chiêm ngưỡng đặt lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma vòng sanh khinh chê, là không có công đức cùng không có sự lợi ích, hoặc nhăn răng ra cười hoặc chê sau lưng hay chê trước mặt, hoặc nghe khuyên bảo người khác cùng chê hoàng khuyên bảo một người cùng chê hay nhiều người cùng chê, cho đến xin lòng chê bai trong chừng một niềm thời. Những kẻ như thế đến sau khi một nghìn đức Phật trong hiện kiếp nhập diệt cả, vì tôi báo kinh chê nên còn ở trong địa ngục A Tế chịu tôi khổ rất nặng. Qua khỏi hiền kiếp nay mới được thọ thân ngạ quỷ, rồi phải đến một nghìn kiếp sau mới thọ thân súc sinh, lại phải trải qua đến một nghìn kiếp nữa mới đặng sinh đi làm người. Giàu được làm người nhưng ở vào hàng bần cung hán hà tật nguyên thiếu sức, hay bị những nghiệp an ràng buộc vào thắng, không bao lâu phải xa đọa vào ác đạo nữa. Nay phổ quang khinh chê người khác cũng dường mà còn mắng phải tôi bao sâu khổ như thế, huống nữa là từ sinh ác kiến mà khinh chê phá diệt tiêu tội
nay phổ quang Bồ Tát trong đời sao như có người thiền nam người thiền nữ nào đau năm liệt mãi trên giường vội cầu sống hay muôn trên cũng đều không được hoặc đêm mấy năm chiếm bao thầy quỷ dự cho đến cả thân thích trong nhà hoàng thầy đi trên đường nguy hiểm hoặc bị bóng đe hoặc với quỷ thần cung đi trải qua nhiều tháng nhiều năm đến đổi thân mình lao bên bài trong giấc ngủ kêu theo thế thảm sâu khổ đây điều bị nơi nghiệp đau lòng đôi chưa quyết định là khinh hay trọng hai nên hoa khó hai nên hoặc là khó chết hoặc là khó lánh mắt phàm tục của nam người nữ không thể hiện rõ việc đó chỉ phải nên đôi trước tượng của chư Phật Bồ Tát có tiếng mà đọc kinh này một biển hoang lấy những món vật riêng của người bình thường ưa tiếc như y phục đồ quý báu nhà cửa ruộng vườn vẫn vẫn đôi trước người bình cấp tiếng lớn mà sướng lên rằng chúng tôi tên đó họ đó nay vì người bình này đôi trước kính tưởng đem những xạ qua vật này hòa cũng dâng kinh tượng hoặc tạo hình tượng của Phật Bồ Tát hoàng xây dựng chùa tháp hoặc sắm đèn dầu thăm cung hoa cung vào của thương trụ sướng lên như vậy ba lần để cho người mình được nghe biết giả sử như thần thức của người mình đã phân tán đến hơi thở đã dứt thời hoặc một ngày hai ngày ba ngày bốn ngày cho đến bảy ngày cứ lớn tiếng sướng bạch như trên và lớn tiếng tụng kinh này sau khi người bình đó màng chúng thời giàu cho từ trước có tội và nằm nhẫn đến năm tuổi vô gian cũng được thoáng khỏi hẳn thọ sinh vào đâu cũng thường nhớ biết việc đời trước huống nữa là người thiện nam người thiện nữ nào tự mình biên chép kinh này hoặc bảo người biên chép hoàng tử mình đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát cho đến bảo người khác vẽ đắp người đó khi thọ quả báo chắc đặng nhiều lợi ích này phổ quang Bồ Tát vì thế nên nếu ông thấy có người nào đọc tụng kinh này nghe cho nên chỉ trong một niệm người khen kinh này hoặc là có lòng cung kính đối với kinh thời ông cần phải dùng trăm nghìn phương trước khuyên qua người đó phát lòng siêng năng chờ đừng thôi thất thời có thể được trăm nghìn muôn ức công đức không thể nghĩ bàn ở hiện tại và vị lai siêu độ bóng linh lại nửa nay phổ quang Bồ Tát như những chúng sinh đời sau hoặc trong giấc ngủ
hoàng trong diêm bao thấy các hàng quỷ thân nhập đến các hình là rồi hoặc buồn bão ăn không lóc hoặc râu rị hoàng thang thơ hoa hại hùng hoặc sơ xét đó đều là vì hoàng cha mẹ con em hoặc trong vợ quyến thuộc trong một đời mười đời hay trăm đời nghìn đời về thuở quá khứ bị đọa lạc vào ác đạo chưa được ra khỏi không biết trong mong vào phước lực nơi nào để cứu vớt nỗi khổ nào nên mới về mắt bảo với người có tình côn nhục trong đời trước cầu mong làm phương tiện gì để hầu được thoát khỏi ác đạo này vô quan ông nên dùng sức ngoài thân khiến hàng quyến thuộc đó đối trước hình tượng của chư Phật chư Bồ Tát chỉ tâm tư đọc kinh này hoàn thiện người khác đông đủ số ba biến hoặc đến bảy biến như vậy cả quyền thuộc đường nào đường mắt trong ác đạo kia khi tiếng tùng kinh đủ số mấy biển đó sông sẽ đang giải thoát cho đến trong giấc chiêm bao ơi không còn thấy hiện về nữa khỏi nô lệ lại nữa nay phổ quảng như đời sau này có những hàng người hà tiền hoặc tờ trai hoặc tờ gái nhận đến những kẻ không được quyền tự do rõ biết là do tội nghiệp đời trước gây ra cầu hữu cần phải sám hối đó thời nên chỉ tâm chiêm ngưỡng đặt lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi trong bảy ngày niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát đủ một muôn biển những người trên đó sau khi mang bảo thân hạ tiền ở hiện đời trong nghìn muộn đời về sau thường sinh vào bậc tôn quý trần không bao giờ còn phải xa đọa vào ba đường ác khổ nữa xin con về nuôi lại bây nữa này phổ quang Bồ Tát về trong thuở sau này nơi cõi diêm phù đề trong hàng sáng đê lời ba la môn trường giả cư sĩ tất cả các hàng người và những dân tộc dòng họ khác như có người nào mời sinh đệ hoặc con trai hoặc con gái nội trong bảy ngày sớm bị đứa trẻ mới sinh ra đó mà tùng kinh điển không thể nghĩ bàn này lại vì đứa trẻ mà niềm danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ một muôn biển được vậy thời đứa trẻ hoặc trai hay gái mới sinh ra đó nếu đời trước nó có gây lấy tội và chi cũng đằng thoáng thôi cả nó sẽ an ổn vui vẻ dễ nuôi lại thêm được sống lâu còn như nó là đứa đứng nơi phước lực mà thọ sinh thời đời đó cùng đương an vui cùng sống lâu hơn ấy.
tài tùng kinh được phước. Lại vậy nữa nay phổ quàng trong mỗi tháng, những ngày mồng một, mồng tám, mười, bốn, trăm, mười tám, hăm, ba, hăm, bốn, hăm, tám, hăm, chín và ba mươi, mười ngày. Trên đây là ngày mà các nghiệp tôi kết nhóm lại để đến là nặng hay nhẹ. Tất cả những cử chỉ đồng niệm của chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề không có điều gì chẳng phải là tội lỗi. Hơn nữa là những kẻ buông lung giết hại trộm cắp ta dâm vọng ngự trăm điều tội lỗi về đời sau. Nếu có chúng sinh nào trong mười ngày trai kể trên đây mà có thể đối trước kinh tướng của chư Phật Bồ Tát hiện thánh để đọc tùng kinh này, một biển thời chung quanh chỗ người đó ở, bốn hướng đông tây nam bắc trong khoảng một trăm gia tuần không có xảy ra những việc tai nạn. Còn chính nhà của người ở đó tất cả mọi người hoặc già hoặc trẻ về hiện tại và vị lai đến trăm nghìn năm xa khỏi hàng căn ác đạo trong mười ngày trải trên đây. Nếu có thể mỗi ngày tụng một biển kinh này, thời trong đời hiện tại hãy làm cho người trong nhà không mang phải bình tật bất ngờ đồ ăn mặc như vật. Này phổ quang, vì thế nên biết rằng ngài Địa Tạng Bồ Tát có bất khả thuyết trăm nghìn muôn ức những sự oai thân lực lớn nhiều lợi ích cho chúng sinh như thế. Chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề này có nhân duyên lớn với ngài Địa Tạng Đại Sĩ. Những chúng sinh đó hoặc được nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc được thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, cho đến nghe chừng ba chữ hay năm chữ trong kinh này, hoặc một bài kệ hay một câu thơ, những người đó hưởng sự an vui lạ thường. Trong đời hiện tại trăm nghìn muôn đời về, vì lại thương được thắc xin vào nhà tôn quý. Thân hình xinh đẹp danh hiệu của kinh khi nghe Đức Phật Như Lai tuyên bày, người khen ngài Địa Tạng Đại Sĩ sống ngài Phổ Quang Bồ Tát, liền quỳ gối chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, từ lâu con đã rõ biết vì đại sĩ này có thần lực cùng đại nguyện lực không thể nghĩ bàn. Như thế rồi sống nay vì muốn những chúng sinh trong đời sau này rõ biết các sự ít đó, nên con mới bánh hỏi cùng Đức Như Lai. Vẫn con xin cúng kính tin nhận lời Phật dạy. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì? Và định cho con lô bộ thế nào? Đức Phật bảo ngài Phổ Quang, kinh này có ba danh hiệu. Một là Địa Tạng Bổn Huyền Kinh, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Hạnh Kinh.
kinh đây là tên thứ hai cũng gọi là Địa Tạng Bổn Thể Lực Kinh. Đây là tên thứ ba do vị Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếp lâu xa đến nay phát nguyện rộng lớn làm lợi ích cho chúng sinh, cho nên cả tâm phải đúng theo tâm nguyện mà lưu hành truyền ba kinh này. Nghe Đức Phật dạy xong, ai Phổ Quang Bồ Tát tin chịu chấm tay cung kính lễ Phật mà lui ra kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện. Lời yên cả kẻ con người mất phẩm thứ bảy, khuyến cô thân đạo lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cung Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sinh trong cõi diêm phù sinh tâm đồng niệm không chỉ là chẳng phải tội. Nếu gặp những việc về pháp sự lời lành phân nhiều thôi thân tâm tốt ban đầu. Còn hoặc khi gặp duyên sự bào ác chẳng lành lại lần lần thêm lớn, những hàng người đến đó như kẻ mang đá nặng đi trong bụng lại càng nặng thêm lần, càng khôn đốn thêm lần, chân đạp lún lụt sâu. Những người đó hoặc gặp hàng thiện trí thức đồi dung đã bực cho, hoặc là đồi dung hết cả vì hàng thiện trí thức đó có sức răng khỏe mạnh lại giúp đỡ người ấy, khuyên gắng làm cho người ấy mạnh chân lên. Nếu khi ra khỏi bụng lầy đến chỗ đấng bằng phẳng rồi, thời cần phải xem nghĩ đến con đường hiểm xấu ấy, đừng có đi vào đó nữa. Bạch Đức Thế Tôn, những chúng sinh quen theo thói ác bắt đầu từ mãi muốn rồi lần đến nhiều vô lượng, đến khi những chúng sinh quen theo thói chẳng lành ấy sắm sửa mạng chung thời, cha mẹ cùng thân quyến vì người đó mà tu tạo phước lành để giúp tiền đồ cho người đó. Hoàng treo phán lòng và thắp đèn dầu, hoàng chuyện đọc tôn kinh hoặc cúng dường tượng Phật cúng hình tượng của các vị thánh, cho đến niềm danh hiệu của Phật và Bồ Tát cùng bên chi Phật, làm cho một danh hiệu thấu vào lỗ tai của người sắp mạng chung, hoặc là ở nơi bổn thức nghe biết cứ theo nghiệp ác của người đó đã gây tạo. Sẽ tin đến quả báo thời, đáng lẽ người đó phải bị đọa vào ác đạo, song nhờ thắng quyền vì người đó mà tu nhân duyên thành đạo, cho nên các điều tội ác của người đó thảy đều tiêu sạch. Như sau khi người đó đã chết lại có thể trong 49 ngày, vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành thời, có thể làm cho người chết đó khỏi hằng chốn ác đạo, được sanh lên cõi trời, hoặc trong loài người hưởng lấy nhiều sự răng vui sướng. Mà cả thân quyền hiện tại đó cũng
vô lượng điều lợi ích vi lệ. Trên đó nên nay con đuổi trước Đức Phật Thế Tôn cùng với hàng trời đồng tám bồ chúng. Người với phi nhân vân vân mà có lời khuyên bảo những chúng sinh trong cõi diêm phù đề ngày lâm chúng kẻ thân thuộc phải cẩn thận. Chớ có giết hại và chớ gây tạo nghiệp chuyên chẳng lành cũng đừng tế lệ quỷ thần cầu cũng ma quái. Vì sao thế? Vì việc giết hại cho đến tế lệ đó không có một mại muốn chi lợi ích cho người chết cả. Chỉ có kết thêm tội duyên của người đó làm cho càng thêm sâu nặng hơn thôi. Giả sử người chết đó hoặc là đời trước hay đời hiện tại vừa rồi đã đứng đã chứng đẳng phân thân quả sẽ sinh vào cõi trời cõi người. Nhưng vì lúc lâm chung hàng thần thuộc cái tạo những nghiệp nhân không lành cũng làm cho người chết đó bắt lấy ương lùi phải đối biển chấm sinh vào chốn lành huống gì là người kia chết lúc sinh tiên chưa từng làm được chút phước lành. Điều theo ác nghiệp của họ đã gây tạo mà tự phải bị xa đọa bao ác đạo. Hàng thân thuốc nợ nào lại làm cho tội nghiệp của người ấy nặng thêm cũng vì như có người từ xứ xa đến chuyển lương thực đã ba ngày. Đồ vật của người đó mang vác nặng hơn trăm cân bỗng gặp kẻ lân cần lại gợi một ít đồ vật nữa. Vì vậy mà người xứ xa đó càng phải khốn khổ nặng nề thêm. Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét những chúng sinh trong cõi diêm phù đề ở nơi trong giáo pháp của Phật nếu có thể làm việc phước lành cho đến chân bằng sợi lông giọt nước bằng một hạt cát một mảy bụi nhỏ thôi. Tất cả chúng sinh đó đều tự mình được lợi ích cả. Trưởng gia bạch ai khi ngài Địa Tạng Bồ Tát nghe khi ngài Địa Tạng nói lời như thế xong trong pháp hồi có một vị trưởng gia tên là Đại Biện, ông trưởng gia này từ lâu đã chứng quả vô sinh hiền thân trường già để hóa độ chúng sinh trường. Trong mười phương ông chậm tay cung kính mà thưa hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa đại sĩ, trong cõi Nam Diêm Phù Đề chúng sinh nào sau khi mạng chúng mà hàng quyển thuộc hoặc kẻ lớn người nhỏ? Vì người chết đó mà tu tạo phước lành. Cho đến thiên trai cũng dường làm những phước lành thời người trên đó có đặng lợi ích lớn cùng đặng giải thoát.
Phật chẳng kể còn người mất điều được lời. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Này ông trưởng giả, nay tôi vì tất cả chúng sinh trong hiện tại này cũng thuở vì lại sao nương nơi oai thân của Đức Phật mà nói lược về việc đó. Này ông trưởng giả, những chúng sinh ở hiện tại hay vì lại, lúc sắp mang chúng mà nghe đằng danh hiệu của Đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát, hay danh hiệu của một bích chi Phật, thời không luận là có tội cũng không tội đều được giải thoát cả. Như có người nam cùng người nữ nào lúc sanh tiếng không tu tạo phước lành mà lại gây lấy những tội ác. Sau khi người mang chúng hàng thân quyến kẻ lớn người nhỏ, vì người chết mà tu tạo phước lời làm tất cả việc về thánh đạo. Thời trong bái phần công đức người chết nhớ đặng một phần, còn sáu phần công đức thuộc về người thân quyến hiện lo tu tạo đó. Bởi vì cỡ trên đây những người thiền nam cũng thiền nữ ở hiện tại và vị lai nghe lời nói vừa rồi đó nên cố gắng mà tu hành. Thời đang hướng trong phần công đức con quy dự vô thường kia không hạn mà đến. Thân hồn vơ vẩn mịt mờ chưa rõ là tội hay phước, trong 49 ngày như ngày như điếc hoặc ở tại các tí sợ để biển luận về nghiệp quả. Khi thâm định xong thời cử ý theo nghiệp mà họ lấy quả báo, trong lúc mà chưa biết chăng ra làm sao. Đó thời đã nghìn muôn sầu khổ huống là phải bị đọa vào các ác đạo. Thần hồn người chết đó khi chưa được thọ sinh ở trong 49 ngày luôn luôn trong ngọng hàng cốt nhục thân quyền tu tạo phước lành để cứu vực cho qua khỏi 49 ngày. Thời cứ theo nghiệp mà thọ lấy quả bao, người chết đó nếu là kẻ có tội thời đại qua trong trăm nghìn đời. Trong trăm nghìn năm không có ngày nào được thoát khỏi con, nếu là kẻ phàm năm tuổi vô gian thời phải đọa bao đại địa ngục. Chiều mai những sự đau khổ trong nghìn kiếp muôn kiếp lại vây nữa. Này ông trưởng già, sau khi những chúng sinh gây phạm tội nghiệp như thế mang chúng hàm cốt nhục thân quyền, có làm dây để giúp thêm phước lành cho người chết đó thời khi sắm sửa chưa rồi cùng trong lúc đường làm chớ có đem nước gạo là rau vân vân đổ vãi ra nơi đất cho đến các thứ đồ ăn chưa dân cùng cho Phật cùng tăng thời chẳng được ăn trước. Nếu như ăn trái phép và không được tính sanh kỹ lượng thời người chết đó tròn không được mày phước nào cả.
nếu có thể kỹ lượng giữ gìn tinh sạch đẹp dân cung cho Phật cùng tăng thời trong bảy phần công đức, người chết hưởng được một phần. Này ông trưởng gia, vì thế nên những chúng sinh trong cõi diêm phu sau khi cha mẹ hay người thân quyền chết, nếu có thể làm cháy cũng dường chỉ tâm cầu khẩn thời. Những người như thế kẻ còn lập người mất điều đặng lời in cạn. Lúc ngài Địa Tạng nói lời này, tài cũng rơi đau lời số nghìn muôn ức na do tha quỷ thần cõi nhiếm phù đề điều phát tâm bồ đề vô lượng. Ông trưởng gia đại biện vui mừng vâng lời dạy làm lễ mà lui ra nghe kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện. Các vua Diêm La khen ngợi Phật thứ tám. Diêm La vương cùng quý vương vân tập lúc đó trong dãy núi Thiệt Vi có vô lượng đại quỷ vương cùng với vua Diêm La đồng lên cung trời đáo lời đến chỗ của Đức Phật. Càng bế quỷ vương đó tên là Ác Độc Quỷ Vương, Đa Ác Quỷ Vương, Đại Tranh Quỷ Vương, Bạch Hổ Quỷ Vương, Huyết Hổ Quỷ Vương, Xích Hổ Quỷ Vương, Tàn Thương Quỷ Vương, Vi Thân Quỷ Vương, Điện Quang Quỷ Vương, Lang Nha Quỷ Vương, Đàm Thu Quỷ Vương, Đà Phổ Thanh Quỷ Vương, Chủ Hào Quỷ Vương, Chủ Hòa Quỷ Vương, Chủ Phước Quỷ Vương, Chủ Thực Quỷ Vương, Chủ Tài Quỷ Vương, Chủ Súng Quỷ Vương, Chủ Cầm Quỷ Vương, Chủ Thủ Quỷ Vương, Chủ Mì Quỷ Vương, Chủ Sạn Quỷ Vương, Chủ Mạng Quỷ Vương, Chủ Tật Quỷ Vương, Chú Yên Quỷ Vương, Tam Mô Quỷ Vương, Tư Mô Quỷ Vương, Ngũ Mục Quỷ Vương, Kỳ Lời Thật Vương, Đại Kỳ Lời Thật Vương, Kỳ Lời Xóa Vương, Đại Kỳ Lời Xóa Vương, A Na Tra Vương, Đại A Na Tra Vương, Những Vị Đại Quỷ Vương Như Thế Vân Vân, Mọi Vị Cùng Với Trăm Nghìn Tiểu Quỷ Vương. Cả thầy ở trong cõi diêm phù đề đều có chức trách, đều có phân chủ trì. Càng vị quỷ vương đó cùng với vua Diêm là nương sức oai thần của Đức Phật và oai lưng của ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát đồng lên đến cung trời đào lời đứng qua một phía vua Diêm La bành Phật. Bây giờ vua Diêm La quỳ gối chấm tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay chúng con cùng các vị quỷ vương nương sức oai thần của Đức Phật và oai lực của ngài Địa Tạng Bồ Tát mới được lên đến đại hội nơi cung trời đao lời này, mà cũng là vì chúng con đặng phước lánh vậy. Này chúng con có chút việc nghi ngờ, dám bạch hỏi Đức Thế Tôn, quỳ xin Đức Thế Tôn từ bi vì chúng con mà chỉ dạy cho. Đức Phật bảo vua Diêm La rằng: Cho phép ông hỏi, ta sẽ vì ông mà dạy rõ. Bây giờ vua
lệ Đức Thế Tôn và ngõ ngoài đại ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong sao đường dùng trăm nghìn phương trước để cứu độ những chúng sinh mắc tội khổ. Ngài không tự mệt nhọc, ngài Địa Tạng Bồ Tát đấy có những sự thần thông không thể nghĩ bàn như thế. Những sao hàng chúng sinh vừa được thoát khỏi tội báo không bao lâu lại phải bị đọa vào ác đạo nữa. Bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát đã có thân ước chẳng thể nghĩ bàn như thế, nhưng tại vì cớ sao hàng chúng sinh chẳng chịu nương về đường lành để được giải thoát mãi mãi, quỳ xin Đức Thế Tôn dạy rõ việc đó cho chúng con Phật dạng sở nhân. Đức Phật bảo vua Diêm La rằng: chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phu Đề tánh tình cứng cỏi, khó dạy khó sửa. Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát đây trong trăm nghìn kiếp đã từng tu vớt những chúng sinh đó làm cho sớm được giải thoát. Những người bị tội báo cho đến bị đọa vào đường ác luân, ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng xưng phương tiện sạch cội gốc nghiệp duyên mà làm cho chúng sinh đó nhớ biết những công việc ở đời trước. Tại vì chúng sinh trong cõi Diêm Phu Đề kết nghiệp dự phạm tội nặng, nên vừa ra khỏi ác đạo rồi trở vào lại làm dọc cho ngài Địa Tạng Bồ Tát phải trải qua nhiều số kiếp lo lắng để cứu độ chúng nó. Ví như có người quên mất nhà mình đi lạc vào con đường hiểm, trên con đường hiểm đó có rất nhiều thứ quỷ già xóa cùng hùng soi sư tử rắn độc bo cạp. Người quên đường đó ở trong đường hiểm chừng giấy lát nữa sẽ bị hại. Có một vị trí thức hiểu nhiều pháp thuật là có thể trừ sự độc hại đó, cho đến có thể trừ quỷ và xóa các loài ác độc vân vân. Chợt gặp người quên lạc đường kia đang muốn đi thẳng vào con đường hiểm, nàng bèn vội bảo rằng: ô hay này, ông kia có duyên sự gì vào con đường hiểm nàng này? Ông có pháp thuật là gì có thể ngăn trở sự độc hại chăng? Người làm đường đo bóng nghe lời hỏi trên mới rõ là đường hiểm, nàng bèn liền lui trở lại muốn ra khỏi đường hiểm nàng đó. Vì thiện tri thức ấy nằm tay dư dắt dẫn người lạc lối đó ra ngoài đường hiểm nàng khỏi các sự độc hại. Đến nơi con đường tốt làm cho được an ổn rồi bảo rằng: này người lạc đường, từ nay về sau chớ có đi vào con đường hiểm nàng đó nữa. Ai mà vào con đường hiểm đó ăn khó ra khỏi đằng lại con phải bị tổn tính mang. Người lạc đường đó cũng
lòng sanh long cảm trọng lúc tơ biệt nhau vì tri thức lại dặn thêm. Nếu ông có gặp kẻ quen người thân cùng người à, những người đi đường hoặc trai hay gái thời ông bảo cho họ biết con đường đó có rất nhiều sự độc hại vào đó ăn phải tổn tính mạng. Chớ để cho những người ấy tự vào chỗ chết. Vì thế nên ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ đức từ bi lớn tu vật chúng sinh mắc tội khổ, muốn cho chúng nó sinh lên cõi trời cõi người để hưởng lấy sự vui sướng tốt đẹp. Nhưng chúng sinh tội khổ đó rõ biết sự khốn khổ trong con đường ác nghiệp rồi khi đã được ra khỏi chẳng còn trở vào nữa. Như người quen đường kia lạc vào đường hiểm gặp vì thiên trí thức dẫn dắt cho ra khỏi không bao giờ còn lạc vào nữa. Gặp gỡ người khác lại bảo huê chờ vào đường ấy tự nói rằng mình là người quen đường nên đi lạc vào đó. Nay đang thoát khỏi rồi tròn hẳn không còn trở vào đường đó nữa. Nếu con đi vào đường ấy nữa thời là con mê lầm, không biết đó là con đường hiểm nan mà mình đã từng xa lạc rồi. Hoàng đến nói phải mất mạng như chúng sinh bị đọa vào chốn ác đạo. Ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện cứu vớt cho đường thoát khỏi sinh vào cõi trời rồi cũng vẫn trở vào ăn đạo đường. Nếu chúng sinh đó kết nghiệp ác quá nặng thời ở mai chốn địa ngục không lúc nào được thoát khỏi. Quý vương bày thiện nguyện bây giờ ác độc, quý vương chấm tay cung kinh bạch cùng đứng Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, chúng con là hàng quý vương số đông vô lượng ở trong cõi nhiễm phù đề hoặc có vị làm lợi ích cho người. Hoàng có vị làm tổn hại cho người mọi mọi điều không đồng nhau nhưng vì nghiệp báo khiến quyến thuộc chúng con đi qua thế giới ác nhiều lần ít. Đi qua sân nhà người hoặc thành ấp xóm lang trại vườn buồn nhà trong đó như có người trai kẻ gái nào cứu được chút phước lành bằng bảy lông sợi tóc. Cho đến ra một la phang môn bào cai chút hương chút hoa cùng dường tượng Phật cùng tượng Bồ Tát. Hoàng đồng cùng tổng kinh đốt hương cung dương một bài kệ một câu kinh niệm. Hàng quý vương chúng con cung kinh làm lễ người đó như kính lễ các đức Phật thuở quá khứ đương hiện tại cùng lúc vị lai. Chúng con truyền các hàng tiêu quý có oai lực lớn và kẻ có phần chức trách về cuồng đất đai đó đều phải hỗ trợ giữ gìn con chẳng cho việc giữ cung sự tai nạn. Bằng kế bên tờ khiêm nghèo thinh lính cho đến những việc không vừa ý định. Những việc không vừa ý đến gặp
căn chỗ của các nhà đó huống là để vào cửa Đức Phật khen quỷ vương rằng hay thay tục thay các ông cùng với vua Diêm La có thể ủng hộ. Kẻ thiện nam người thiện nữ như thế ta cùng truyền cho các vị trời phàm vương để thích hộ về cho ông. Chú mạng tin thưa khi Đức Phật nói lời ấy xong trong pháp hội có một vị quỷ vương tên là chú mạng cùng Đức Bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, bốn nghiệp duyên của con là cái quảng về tuổi thọ của người trong cõi Diêm Phù Đề. Khi sinh khi tử con đều coi biết đó cứ theo nơi bổn nguyện của con thời có sự lợi ích rất lớn cho mọi người, nhưng tại vì chúng sinh không hiểu ý con nên đến nỗi khi sinh khi tử đều được an ổn tại làm sao thế. Khi sinh nở nên làm lành kiêng ác trong người trong cõi Diêm Phù Đề, lúc mới sinh không luận là con trai hay con gái khi sắp sinh ra chỉ nên làm việc phước lành thêm sự lợi ích cho nhà cửa. Thời thổ địa vui mừng khôn xiết, thổ ủng hộ cả mẹ lẫn con đều đặng nhiều sự ăn vui, hàng thân quyến cũng được phước lợi. Hoàng khi đã hạ sinh rồi nên cẩn thận chớ có giết hại sinh vật để lấy những vị tươi ngon cung cấp cho người sạng mẫu ăn cùng nhóm hợp cả hàng quyến thuộc lại. Để uống rượu ăn thịt cá sang đơn sao điều làm những việc trên đó có thể làm cho người mẹ đứa con chẳng đặng an vui. Vì sao thế? Vì lúc sanh ra nguy hiểm đó có vô số loài quỷ dữ cũng cùng ma quái tinh mê muốn ăn huyết tanh. Nhờ nhờ có duyên sớm đã sai các vị thần linh xả đất thổ địa bảo hộ mẹ con người đó làm cho được an vui, mà đặng nhiều lời ít người ấy thấy mình được an ổn thời đáng lẽ nên làm phước lành đệ đền đám công ơn thổ địa, mà trái lại giết hại loài sinh vật hồi hợp thân quyến. Vì lẽ này đã phạm tội lỗi tâm phải tự thọ lấy tai và mẹ con đều tôn lúc lúc chết nên tu phước lại người trong cõi Diêm Phù Đề đến lúc mạng chung không luân là người lành hay cái dự con cùng điều muốn cho họ không bị đọa lạc vào chốn ác đạo. Huống chi là người lúc sinh tiên việc tu tạo cội phước lành giúp thêm oai lực cho con trong cõi Diêm Phù Đề, những người làm lành đến lúc mạng chúng cũng còn có trăm nghìn quỷ thần ác đạo hoang biến ra hình nề. Cha mẹ nhận đến hỏa làm người thân quyến nhận dân thần hồn người chết làm cho đọa lạc vào chốn ác đạo. Huống chi là những kẻ lúc sinh tiên đã sẵn tạo nghiệp ác bạch Đức Thế Tôn, những kẻ nam từ nữ nhân ở cõi Diêm Phù Đề lúc lắm chung thời thần
thần thức hôn mê không biến được, là lần điều dự cho đến mắt cùng tai không còn thấy nghe gì hết. Hàng thân quen của người lâm chung đó nên phải sắm sửa làm sự cúng dương lớn, tùng đọc tôn kinh niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát, tu tạo những duyên phúc lành như thế có thể làm cho người chết thoáng khỏi chúng ăn đào. Càng thứ ma quỷ ác thần thầy đều phải lùi tan cả hết, bạch đức Thế Tôn tất cả chúng sinh lúc lâm chung nếu đặng nghe danh hiệu của một đường Phật, danh hiệu của một Bồ Tát hoặc mẹ một câu một bài kệ kinh điển đại thừa, con xem xét thấy hàng người ấy trừ năm tội vô gian cùng tội sát hại, những nghiệp ác nhỏ nhỏ đáng lẽ phải xa bao chốn ác đạo liên đằng thoát khỏi căn. Đừng thân căn dặn được Phật bảo chủ mạng quỷ vương rằng, ông vì có lòng đại từ nên có thể phát ra lời nguyện lớn ở trong sinh tử tu hộ chúng sinh như thế. Như về trong đời sau này có cả nam người nữ nào đến lúc mạng chung ông chờ quên lặng, lời nguyện trên đó nếu nên làm cho giải thoát mãi được an vui. Chú mạng quý vương bành cùng Đức Phật đằng xin Đức Thế Tôn chờ lo trọn đời của con luôn luôn ủng hộ chúng sinh ở cõi nhiếm phù đề. Luôn xin lúc tự đều làm cho được an vui, cả chỉ trong mong các chúng sinh trong lúc sinh cùng lúc tự tin theo lời của con đã nói trên thời điều giải thoát đằng lợi ích lớn. Đừng phân thọ ký cho chú mạng, bây giờ Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, vì đại quỷ vương cai quản về tuổi thọ của mọi người đây đã từng trải qua trăm nghìn đời, làm vì quỷ vương ủng hộ chúng sinh trong lúc sinh cùng khi tử. Đó là bậc Bồ Tát đại sĩ vì lòng từ bi phát nguyện hiện thân đại quỷ chớ thiệt thời không phải quỷ. Qua 170 kiếp sau ông đó sẽ được thành Phật hiệu là Vô Tượng Như Lai, kiếp đó tên là An Lạc, cõi nương tên là Tịnh Trụ Thọ Mãn. Qua đơn phân đó đến số kiếp không thể tính đếm được nay Địa Tạng Bồ Tát, những sứ của vị đại quỷ vương đó không thể nghĩ bằng, như thế hàng trời cũng ngươi được vì ấy đô thoát cũng đến số đông không thể hàng lượng. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện xưng danh hiệu chư Phật phẩm thứ chín, lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, nay con vì chúng sinh trong đời sao mà phô bày sự lợi ích, làm cho trong vòng sinh tử đặng nhiều lợi ích lớn. Cuối xin Đức Thế Tôn cho phép con nói đó. Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, nay ông muốn khởi lòng từ bi cứu vớt tất cả chúng sinh mắc phải tội khổ trong sao đường ma diệt, nói sự chẳng thể nghĩ bằng.
bây giờ chính đã phải lúc vậy ông nên nói ngay đi, giả sử ông có thể sớm làm xong nguyện thọ ta, dẫu có vào niết bàn cũng không còn phải lo ngại gì đến tất cả chúng sinh ở hiện tại và vị lai nữa. Ngài Địa Tạng bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ấy vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiểu là vô biên thắng Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây tạm thời xin lòng cũng kính liền đặng siêu việt tội nặng sinh tử trong 40 kiếp huống là vẽ đắm hình tượng cũng dường tán thán. Người này đương vô lượng vô biên phước ơi, lại hằng hà xá kiếp về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiểu là Bồ Tát Như Lai, như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây phát tâm quy y với Phật trong khoảng khải móng tay. Người này trốn hành không còn thôi, chuyển nơi đạo vô thường chánh giác lại về thuở quá khứ. Có Đức Phật ra đời hiểu là Bà Đầu Ma Thẳng Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thoáng qua lỗ tai người này sẽ được 1.000 lần sinh lên sau từng trời cõi dục huống nữa là chỉ tâm xưng niệm. Lại bằng khả thuyết vô số kiếm về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiểu là sư tử hồng Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây mà phát tâm quy nghĩ chừng trong một niệm người này sẽ đang gặp vô lượng càng đương phân xoa đến thọ ký cho lại về thuộc quá khứ có Đức Phật ra đời hiểu là cầu lũ tôn Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây chỉ tâm chiêm ngưỡng lệ bái hoặc lại tán thán người này. Nơi pháp hội của một kinh Đức Phật trong hiền kiếp làm vì Đại Phạm Vương đằng Phật thọ ký đạo vô thường cho lại về thua quá khứ có Đức Phật ra đời hiểu là Tỳ Bà Thi Như Lai, như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây thời mài không còn xa đọa vào chốn ác đạo, thường được sinh vào chốn trời người thường lấy sự vui thù thẳng vi diệu lại vô lượng vô số hàng hà xa kiếm bế thuộc quá khứ có Đức Phật ra đời hiểu là đa bảo Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đầy liếng khỏi đọa vào ác đạo, thường ở tại cung trời hướng sự vui thù thắng vi diệu lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiểu là Bồ Tát Như Lai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đầy sanh lòng cung kính không bao lâu người ấy sẽ đăng quả A La Hán lại vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời
ca sa tràng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật này, thời người này sẽ siêu thoát tội sinh từ trong 100 đại kiếp lại về thuộc quá khứ có Đức Phật ra đời hiểu là đại thông sớm vương Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật để thôi người này đặng gặp hằng hà chư Phật, nói nhiều pháp màu cho điều đặng thánh đạo Bồ Đề lại về thuộc quá khứ có Đức Tịnh Nguyệt Phật, Đức Sơn Vương Phật, Đức Trí Thắng Phật, Đức Tịnh Danh Phật, Đức Tịnh Danh Vương Phật, Đức Trí Thắng Tổ Phật, Đức Vô Thường Phật, Đức Diệu Thính Phật, Đức Mạn Nguyệt Phật, Đức Nguyện Diện Phật, có băng tha thuyền Đức Phật Thế Tôn Như Thế Tăng cả chư Phật trong thời hiện tại cùng của vị lai, hoặc là trời hoặc là người, hoặc người nam hoặc người nữ, chỉ niệm được danh hiệu của một Đức Phật thôi sẽ được vô lượng công đức. Hơn nữa là niệm được nhiều danh hiệu những chúng sinh đó lúng sinh lúc tự đặng nhớ phương lời không còn phải xa đọa vào ác đạo nữa. Như có người nào sắp mạng chung hàng thân quyển trong nhà nhận đến một người vì người mình sắp trên đó mà niệm lớn tiếng danh hiệu của một Đức Phật thời người chết đó trừ năm tội lượng vô vàn các nghiệp báo khác đều tiêu sạch cả. Năm tội lớn vô vàn kia dẫu bất nặng nề đáng lẽ trải qua ức kiếp hạn không ra thôi đặng quá khổ, nhưng người lúc lắm chung nhớ người khác vì người đó mà xưng niệm danh hiệu của Phật cho nên những tội nặng đó cũng lần lần tiêu sạch. Hoàng lá chung nên tự mình xưng danh hiệu của chư Phật, người này đặng vô lượng phước lành trừ diện vô lượng khổ. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Quyển trung hết em. Bổn hạnh Địa Tạng thể nguyện rộng sâu, ngày vàng châu sáng độ chúng sinh, địa ngục khổ không ngần, tinh tấn kiên thành khỏi mắc khổ trăm luân. Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp, Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp, Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Hướng A Linh A Quy Phật, hướng Linh Quy Pháp, hướng Linh Quy Tăng, hướng Linh Quy Phật đấng phước trí vẹn toàn, hướng linh quy pháp đạo thoát đi tham dục, hướng linh quy tăng bậc tu hành cao tột, hướng linh quy Phật nguyện đời đời kiếp kiếp không quy thiên thần quy vật, hướng linh quy
người. Kiếp kiếp không về ngoài đạo tà giáo, hương linh quê tăng nguyện đời đời kiếp kiếp không quê bè đặng xấu ác, hướng lên quê Phật rồi không đọa địa ngục, hướng lên quê Pháp rồi không đọa ngạ quỷ, hướng lên quê Tăng rồi không đọa bằng sinh, hướng linh đã tạo các nghiệp xấu cũng vì tâm niệm tham sân si, do thân miệng ý phát sinh ra tất cả, hướng linh xin sám hối. Nam mô Bồ Tát cầu sám hối, nguyện Phật pháp tăng tam bảo chư đại Bồ Tát Bát Bồ Long thân hộ pháp thành vương già đảm chánh tề lịch đại tổ sư chư vị thiền thần thùy từ phóng quang tiếp độ, tiếp độ cho hương hồn hiền mẫu của chúng con. Nguyện thị liệu pháp nhân không lý, xin ngày mồng 9 tháng 9 năm Tân Tỵ 1941 từ trăng ngày 10 tháng 6 năm Canh Tỵ, ngày 10 tháng 8 năm Canh Tỵ tức ngày 26 tháng 9 năm 2020 hưởng thường thọ 80 tuổi, chánh hồn chi linh vãng thanh cực lạc quốc. Hướng linh đã gây bao lầm lỡ khi nói khi làm khi suy nghĩ, đam mê hờn giận và u mê nay đôi trước tam bảo cúi đầu cầu xin sám hối, một lòng con cầu Phật chứng tri. Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới, nguyện sống nhiếp minh trong chánh pháp, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Nam mô Bồ Tát cầu sám hối nguyện. Ngự nguyện Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Đạo Sư A Di Đà Phật, Đức Đương Lai Di Lạc Tôn Phật, Đức Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, phóng quang tiếp độ, tiếp độ cho hương hồn mẹ của chúng con. Nguyện thì liệu hiểu không lý, xin ngày mồng 9 tháng 9 tế tiết trùng cổ năm Tân Tỵ 1941 từ trăng ngày 10 tháng 8 năm Canh Tỵ tức ngày 26 tháng 9 năm 2020 hưởng thường thọ 80 tuổi, a chánh hồn chi linh vãng bao nhiêu lỗi lầm cũng do tâm tâm tình con đâu dấu, lỗi lầm sám hối quy xong rồi lòng nhà nhập ngàn xưa mấy bạc vẫn thông dông. Nam mô Bồ Tát cầu sám hối nguyện. A Đức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Đức Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Yên, Đức Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm, Đức Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương, Đức Thất Câu Nhi Phật, Mậu Đại Thánh Chuẩn Đề Vương, a các vị Bồ Tát trên hồi liên trì thương tượng phóng quang tiếp độ cho hương hồn mẹ của chúng con. Nguyện thì liệu pháp danh không lý, xin ngày mồng 9 tháng 9 tiết trùng cụ năm
Tân Tỵ 1941. Từ rằng ngày 10 tháng 8 năm Canh Tỵ, tức ngày 26 tháng 10, 26 tháng 9 năm 2020, chánh hồn chi linh vãng sinh cực lạc quốc. Ngựa nguyện hương hồn hiền mẫu, xin hãy lắng nghe mà quảng chiếu. Có sinh có tử nên mới có luân hồi, không sinh không tử không đến đi, sanh tử đến đi đều là mộng. Ngược mong hương linh mẹ hãy nhận rõ bản tâm thanh tịnh người ràng sáng suốt. Lìa sanh diệt nhiệm tình khử lai mà thông dẫn tự tại, nhàn du nơi tình cảnh diệt được tội trong vô lượng kiếp kiếp lai tội đều tiêu diệt. Thân phận diện tội chân bóng lê bà đề gò a gò a đi đắc la đi đề đi a la đi đề 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 ai ai a đề ng lang đề ai a đi bà đề bà đề gò a bà đề na la đi đề a đề 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 ai a đề ng lang đề ai a đi bà đề bà đề gò a bà đề a la đi a đề 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 ai a đề ng lang đề ai a mui đai ya đai ya ya đề ai yi đo thi ai đan đam ti vô biên thắng phước giai hồi hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng sinh tốc mạng vô lượng quang phật sát. Từ quý phật nghệ đương nguyện chúng sinh thế giai đại đạo phán vô thượng tâm. Từ quý Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con hôm nay phụng lễ cầu siêu thay cho mẹ mà chỉ thanh đặt lễ quý Phật. Phước đức trí tuệ lượng tốt thế tôn thể ngạc đặc như sinh sinh thể thế tài tài. Sư sư vinh bất quý thiên thần quý vật. Đệ tử chúng con thay cho mẹ mà phát nguyện quý pháp. Lê dục thanh
văn tình tôn thề ngạ đặng dự sinh sinh thể thể tài tài sứ sứ vịnh bất quê ngoài đào ta giáo. Đệ tử chúng con nghe